Ở đây là ở trong ruộng. Ruộng ra nhà cũng đẹp đẹp. Không có xe máy đi, phải đi bộ, đâu có đi xa, đâu có quay được gì đâu. Cái này đi bộ cũng gần gần lên. Cái này kêu bằng gì, cây gì mà ăn với hồng vịt lộn, rau răm, rau răm nếu xài tôn, qua xài tôn hả, xài tôn nơi núi Cấm á hả, màu ca khôi nơi nếp ca côn ta dán không ốc quá anh đang này nơi xoài tô lấy từ nế ta ơi chung chung mưa phun sọc mới nơi sọc hả vẫn khóc nè ta vẫn khóc nè không ai xài tôn mới không ai trật cứu dễ khóc nữa đấy không nghe đẹp thầy tả nhà trong tích này bà con ở trật cứu cũng đồng bào Khmer trật cứu nhưng mà nói tiếng Khmer khác với dân Sài Tỏ dễ khóc khóc nữa tết ơi khi ông dậy nó còn bên dậy tam khoai xài tôn ấy gồm dậy tam khoai quên. Ừ. Theo một quyền quên mau tới nơi xài tôn nơi là hôm đó lỡ nè xài tôn quyền dịp xây tiết kiên hình dây nói nó lai lai giọng Việt Nam nhiều quá ở đây nó lai giọng Việt Nam nhiều à việc lai về Việt Nam mà nó không nghe ở Trà Vinh nói tiếng Khmer khác với ở Tri Tôn bà con đây nói lai giọng người Việt nhiều thành thử ra nhiều khi nói mình nghe cũng không hết giống vua anh không ai vua anh không ai ấy có bà anh đây chơi chân đấy chơi chân thì chiêu đấy người ta chơi chân chiếu chạy chân thì chiêu dùng môi thiệt chân không ai vua này miền sọp chuồn chạy chân đầu gà đứt diệt đó biết không biết đầu gà đứt diệt không đầu gà đứt diệt nơi làm chia crom nên chân đó khang nít chơi Việt Nam chơi chiên phú khang sài tôn không xà lắp đèn ký ở đây mình bán đây mình bán cho lái đó hả 6-7 ngàn nè à, mối nó mua ha còn mấy cái rau thơm này sao 15 ngàn rau thơm 15 ngàn rau thơm rau răm gì cũng vậy hả rau thơm 15 ngàn xà lách 7 ngàn rau muống có trồng rau muống không phải không à, rau muống được nhiêu rau muống 5 ngàn còn rau cần thơm rau cần 8 ngàn hả vậy trồng trồng rau thơm có lý hơn rau thơm có được tới gấp đôi vậy
chắc lâu mà người ta mua nhiều không? Này rau răm nè bà con. Còn cái này đi. Hả? Ờ. Còn cái này cái gì ta? Rau gì kêu rau gì? Rau húng nhũi hả? Tên á? Đi đâu? Đi chơi hả? Tên Ali, đi đâu chơi cho tôi đi. Lấy đường trường hả? Trường lớp 1 hả? Từ sinh anh á. Được bánh khí vô. Bắn đạn hả? Đi chơi bắn đạn nè. Này da. Nữa anh. Nó mau ơi lưới vô. Từ mai ơi lưới vô. Vừa ở trong bàn lưới ơi. Mẹ nuôi lạ mau quấy không mẹ? Bà? Nuôi lạ. Nhà ở núi Cấm. Ở núi Cấm à? Ở xoài tôn á. Bà cái bộ thành lại đi mau đón cô dâu về ngày mai đãi ở Tây Trôn tè đám cưới đâu ở đây nè biết không tè thời gian đó qua thời gian đấy nghe nít kì ca nữa nít hồi sáng đất côn của môn tư bà cắm bà có mảnh ruộng chỗ này bà con đã trồng rau thơm rau muống cải xà lách đi ra cái đường này có mấy nhóc nó chơi bắn bi lạ bà ấy hả trường con à trường lớp 1 hả nên kia cũng có cái lò hô nè như cái chồng mã nè nhà ở đây còn ngon hơn nhà ở Thi Công. Chơi gì vậy? Lấy nhảy? Lấy bia?
Ừ, thọt cho bữa vô tay lửa cổng ăn hay. Chơi ăn cái gì? Lên nha. Mà chạy đá mắm đấy. Đánh tiếng lên hay gì? Lên bia ơi. Tiếng lên hả? Mấy cái nhà cao cao đó bà con thấy ở xa xa đó là mấy cái nhà yến, nhà trên gội yến. Ở đây ruộng không? Đường làng mình sắp cắt cỏ cho bò. Này ở Trà Cú nha bà con. Ở đây người Khmer đây đó, nói tiếng Việt rành hơn. Nói tiếng Việt rất là giỏi. Và khi họ nói tiếng Khmer thì nó bị lai. Tiếng Khmer nó có cái action, cái âm điệu người Việt Nam hơn là người Khmer. Ở nhà anh ở đây phải làm tốt hơn ở Sài Gòn, ở Tiền Tôn.